Chào mừng tất cả các chị đã quay trở lại với clip mới của shop em. Một cái mẫu set em đang mặc trên người đây các chị ơi, rất là xinh đẹp. Xoay một vòng cho các chị coi phía trước và phía sau nè. Rồi, chất liệu cực kỳ dày đặn cho các chị và rất là xinh. Và cái form này là một cái quần nha các chị nha. Cái này là quần có phía áo và nó sẽ có một cái thắt lưng cho các chị cùng màu ở đây luôn. Và cái kiểu của cái set này đó chính là cái phần vai nó sẽ rớt vai xuống có hai cái bạn ở đây cho các chị nè. Thì giữ cái phần vai lại các chị không sợ bị tuột hay là sợ bị sexy ha. Và phần dưới này nó sẽ có một cái bo chung. Ngay cái phần eo đây tay loe rất là cổ điển cho các chị nè. Hai bên và cái giữa này nó sẽ có một cái tà này các chị thấy không? Một cái nắp. Và mình khi mình mặc vô thì nó sẽ là cảm giác như là ví dụ như chị nào mà vòng một hay chim tốn thì mặc cái này vô em thấy nó rất là đầy đặn nè các chị. Có nút kèm cho các chị ở đây luôn. Đây các chị thấy không, nguyên một hàng nút nè. Và quần thì có hai túi, các chị có thể phối quần này với áo sơ mi hoặc là áo thun, tùy ở các chị muốn phối như thế nào cũng được nha. Tại vì xét rồi cho nên em thấy rất là dễ luôn. Xoay vòng cho các chị coi lại cái màu nè. Và màu này họa tiết là caro nha các chị nha. Caro và cái ấm nâu nhiều hơn. Bây giờ em sẽ chuyển sang cái màu khác, tại vì nó có tới ba màu lần. Đợi em xí đi, em chuyển màu cho các chị xem. Màu sắc tiếp theo đây các chị ơi, như màu đầu tiên em mặc cho các chị coi là một cái tông màu xám nâu. Và màu này là một cái tông màu hồng các chị. Và hồng nó có hơi ghi và ánh tím tím một tí xíu. Rất là xinh cho các chị luôn ha. Và cái set này vẫn giống như set đầu tiên. Thiết kế y chang các chị là set rời áo với lại quần riêng ha. Có kèm thắt lưng cho mày cho các chị ở đây luôn. Và cái phần tay cũng có bo chung nè. Hai bên các chị, phía trước này sẽ có cái bèo cho mình. Rồi có đính nút. Và cái phần dây ở đây nó sẽ có cái tăng đơn cho các chị điều chỉnh cái độ dài của cái cổ, cũng như là chị nào mà muốn cái cổ như thế nào thì mình điều chỉnh cũng được nha. Và cái màu này là màu tím hồng thì em thấy nó rất là xinh, nhìn nó lạ mắt nữa các chị, và mặc vô nhìn nó sang. Và chị nào thích những cái màu mà kiểu như nó lạ lạ thì các chị chọn màu này ha. Và lại gần cho các chị coi họa tiết caro nhí đây, rất là xinh đẹp. Và cái thắt lưng này mình có thể điều chỉnh cái phần eo, ví dụ chị nào eo quá nhỏ thì mình điều chỉnh nó chặt lại. Bây giờ em chuyển sang màu cuối cùng cho các chị coi, tại vì nó có tới ba màu rồi, nãy giờ em mặc hai màu rồi. Đợi em tí nha. Và đây các chị ơi, màu sắc cuối cùng thì các chị có thể thấy là nó sẽ giống na ná với màu đầu tiên. Nhưng mà màu đầu tiên là màu xám nâu và màu này là màu xám hẳn luôn các chị. Và ở trên cái chất vải của cái set này nó sẽ có một vài sợi nhũ kim tuyến cho các chị. Mặc vô rất là lung linh luôn, lại gần cho mọi người coi ha. Đây các chị nhìn cái form của cái quần rất là xinh nè. Áo cũng vậy nha các chị nha, có bèo phía trước, bèo phần tay, rớt tay cho mọi người nữa. Mặc vô nhìn rất là xinh, xoay một vòng các chị coi nè. À, sẽ có cái dây tăng đơ ở đây cho nên mọi người mặc vô yên tâm, không có sợ bị trống ha mọi người ha. Mặc rất là xinh. Và cái phần tay này các chị cũng có thể mình xoăn xoăn lên một tí xíu thì cảm giác như là